Tại sao Miu luôn giấu nhẹm danh tính chồng sắp cưới? Từ thập kỷ trước đến nay, Miu nổi tiếng với sự kín đáo, ít công khai mối quan hệ tình cảm và không bao giờ đề cập đến vấn đề hôn nhân. Hình ảnh của cô được xây dựng là người phụ nữ độc lập, thông minh và bí ẩn trong tình yêu. Lựa chọn của Miu không hề ngẫu nhiên. Sau mối tình sóng gió với thiếu gia Phan Thành, cô không muốn rơi vào những drama tình ái khi mối quan hệ của mình trở nên công khai. Cô đã chia sẻ quan điểm về việc người nổi tiếng có nên công khai mối quan hệ trên mạng xã hội năm 2020. Miu chia sẻ về khó khăn của việc yêu một người nổi tiếng. Khi chưa ai biết anh ấy là ai, chẳng ai quan tâm việc anh ấy làm quen hay tán tỉnh cô nào. Nhưng khi anh ấy được công khai thuộc về bạn, bỗng nhiên bạn trở thành cô gái đáng thương trên chiến tích của một cô gái nào đó. Cô lo ngại rằng việc công khai mối quan hệ sẽ kéo theo ngàn người vào cuộc sống riêng tư của cô. Yêu nhau phải lắng nghe ý kiến của người thân dòng họ. Giờ mình lại phải có thêm cả 100.000 phụ huynh ngoài xã hội, mỗi người cứ bình luận một câu, đọc thôi cũng đủ nhức đầu hoa mắt. Thế nên có nhiều cuộc tình chưa kịp nở đã chóng tàn trong muôn vàn tiếc nuối. Nghệ sĩ yêu ai, profile của đối phương sẽ bị đem ra mổ xẻ trong vòng vài nốt nhạc. Cả gia đình, thậm chí người yêu cũ cũng vô tình bị lôi vào cuộc chiến. Mỗi chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc và an yên trong câu chuyện riêng của mình. Nghệ sĩ đôi khi tội lắm, để bảo vệ tình yêu của mình, một cái nắm tay nơi công cộng cũng là một niềm mơ ước, Miu viết. Những chia sẻ của Miu từ 4 năm trước phần nào thể hiện quan điểm của cô về việc giữ kín danh tính của người yêu hoặc chồng tương lai. Thông tin về hôn lễ của Miu chỉ được biết đến là chàng trai là một doanh nhân thành đạt, nhưng không tiết lộ rõ danh tính cụ thể. Miu giữ kín danh tính của người đàn ông bên cạnh cô để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Dù vậy, cô không ngừng ngại chia sẻ niềm hạnh phúc của mình thông qua việc tung ra nhiều gợi ý về việc sắp lấy chồng. Miu công khai tung ảnh khóa mùi chồng điển trai sang tận Paris thử váy cưới. Những hình ảnh về nửa kia của Miu đang dần được hé lộ trước thềm hôn lễ. Không chỉ nháp một vài tấm hình cưới như trước, nhiều khoảnh khắc lãng mạn của Miu và chồng sắp cưới đã được trình làng. Ngày 21 tháng 4, nhiều bạn bè đồng nghiệp đăng thiệp cưới của diễn viên Miu và bạn trai doanh nhân. Hôn lễ của nữ diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Tuy nhiên, sau khi thông báo, Miu vẫn giữ kín hình ảnh và danh tính của chồng sắp cưới. Hành động này khiến nhiều khán giả càng thêm tò mò và hiếu kỳ về bạn trai doanh nhân của cô. Chiều ngày 25 tháng 4, diễn viên Miu tiếp tục cập nhật tình hình chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 6 năm 2024 với chồng doanh nhân. Theo đó, nữ diễn viên và vị hôn phu đã cùng nhau chụp ảnh và đặt váy cưới ở một thương hiệu nổi tiếng tại Pháp. Miu thổ lộ đã tìm thấy giấc mơ của mình khi được chồng đích thân đưa đi thử váy cưới và đặt thiết kế váy cưới dành riêng cho ngày trọng đại. Trong clip, Miu và ông xã tương lai có nhiều cử chỉ đánh dấu chủ quyền, công khai khóa môi ngọt ngào giữa phố. Ánh mắt và nụ cười của thần tiên tỷ tỷ đều thể hiện rõ sự hạnh phúc viên mãn. Dù ông xã của Miu vẫn chưa được lộ mặt, tuy nhiên qua clip có thể thấy, anh có chiều cao nổi bật, phong cách ăn mặc lịch sự và rất cưng chiều nữ diễn viên. Miu còn tiết lộ sắp công bố dung mạo và thông tin nửa kia với công chúng. Cô chia sẻ, và ngày đó cũng sắp đến gần, thật hồi hộp. Cô dâu hồi hộp ít mà chú rể hồi hộp nhiều, chắc chưa quen, đang tập quen dần chuẩn bị ra mắt mọi người. Đây là bộ ảnh hiếm hoi được nữ diễn viên tiết lộ đứng chung khung hình với ông xã. Miu với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, chồng sắp cưới của nữ diễn viên bảnh bao trong bộ vest lịch lãm. Có thể thấy, nữ diễn viên đang rất hạnh phúc viên mãn với tình yêu này. Nhiều cư dân mạng ngợi khen sự đẹp đôi của Miu và bạn đời. Lần này Miu tự phá luật khi lần đầu công khai khung hình cận mặt của bạn đời. Mặc dù không khoe chính diện, nhưng nhìn từ góc nghiêng đến ngoại hình phía sau, dân tình càng thêm thấy trùng khớp với chàng thiếu gia mà netizen cho rằng là chồng sắp cưới của Miu. Dân tình háo hức mong một ngày gần nhất đích thân Miu công khai danh tính ông xã. Ngoài ra, Miu cho biết cô chụp hình cưới ở Paris vào một ngày tuyết trắng như cổ tích. Nữ diễn viên chọn bối cảnh một tòa lâu đài cổ kính, mang trong mình nhiều câu chuyện và giá trị lịch sử. Paris ít khi nào có phủ tuyết trắng đẹp đến nao lòng thế này. Hôm đó chắc chắn là một ngày đặc biệt. Những người làm tại lâu đài đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Họ cũng quá đỗi ngạc nhiên vì chưa ai chụp được cảnh lâu đài giữa khung cảnh tuyết trắng đầu ngày hùng vĩ và tuyệt đẹp đến thế. Miu và bạn trai, doanh nhân, sang Pháp chụp ảnh cưới và thử váy cưới của một thương hiệu quốc tế. Nữ diễn viên lên kế hoạch đặt váy cưới từ 6 tháng trước. Giá của mỗi chiếc đầm cưới thuộc thương hiệu này dao động từ 25.000 đến 100.000 đô. Trong video thử váy cưới, Miu và chồng sắp cưới để lộ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Trước đó, trong thông báo kết hôn, Miu chia sẻ định mệnh của mình hiền lành, tử tế và ấm áp. Miu giải thích cô và nửa kia cần thêm thời gian để thu xếp chuyện cá nhân, không ảnh hưởng đến công việc. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ giới thiệu người đàn ông của mình đến với mọi người. Sau khi Miu đăng tải đoạn video, nhiều người đồn đoán về danh tính chồng sắp cưới của nữ diễn viên lại sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản
khẳng định người đàn ông này là Minh Đạt, thiếu gia của tập đoàn nhựa hàng đầu Việt Nam. Những hình ảnh khi Minh Đạt xuất hiện tại họp báo phim Khi Ta 25 đều ủng hộ Miyu, càng góp phần làm bằng chứng khi có nhiều nét tương đồng trên góc mặt, vóc dáng và chiều cao. Trần Duy Hy là ai? Ông vua đồ nhựa sắp làm cha chồng của Miyu. Mới đây, tin đồn Miyu sắp về làm dâu ông trùm đồ nhựa một lần nữa khiến công chúng tò mò về vị doanh nhân này. Chủ tịch Duy Tân, Trần Duy Hy sinh năm 1959 tại miền quê Vĩnh Long, sông nước. Ông rời Vĩnh Long để lên thành phố Hồ Chí Minh học ngành cơ khí Đại học Bách Khoa. Năm 28 tuổi, ông lập tổ hợp sản xuất nhựa Duy Tân, ghép chữ Duy, tên đệm dùng để gọi ông trong gia đình, có nhiều anh em, có cùng tên. Và chữ Tân nghĩa là sự đổi mới. Trong gần 40 năm dẫn dắt công ty, ông chủ này luôn giữ phong thái kín kẽ trong đối ngoại, thậm chí được cho là ít khi phát biểu dài dòng trước nhân viên. Xuất phát điểm của ông Duy Tân là một tổ hợp sản xuất nhựa được ông Trần Duy Hy và vợ thành lập năm 87. Ban đầu công ty làm bao bì nhựa, chất tẩy rửa, vệ sinh cá nhân. Năm 90 nhận thấy thị trường nhựa gia dụng Việt Nam tăng trưởng mạnh, tận dụng công suất máy móc, Duy Tân thử nghiệm sản xuất thêm đồ gia dụng. Những năm 90, tỷ lệ nhựa gia dụng Việt Nam lên tới 60% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt và cuộc sống với ưu điểm giá thành rẻ, sản xuất trong nước có chi phí cạnh tranh hơn sản phẩm nhập khẩu do kích thước cồng kềnh khó vận chuyển. Trước đây kênh phân phối chính của Duy Tân chỉ dừng lại ở quy mô các tiệm tạp hóa ở chợ. Tới khi công ty giới thiệu sản phẩm tủ nhựa ở những cửa hàng nội thất và siêu thị, nhờ đó mà người tiêu dùng mới dần biết tới những sản phẩm nhựa Duy Tân nhiều hơn, mua dùng thử và thấy tốt nên đã giới thiệu cho người khác. Nhờ những yếu tố này, cơ cấu doanh thu nhựa gia dụng của Duy Tân hiện tại tủ nhựa chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện tại Duy Tân đang dần chuyển hướng tới sản xuất sản phẩm nhựa từ bao bì, sản phẩm nhựa gia dụng tới sản phẩm nhựa công nghiệp với giá bán từ vài ngàn cho đến vài triệu đồng. Trong đó mảng nhựa gia dụng, mảng làm nên thương hiệu Duy Tân đóng góp 50% doanh thu. Đại bản doanh của Duy Tân nằm trên đường Hồ Học Lãm, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là nhà máy sản xuất chính trong khuôn viên rộng tới 37 ha. Để vươn lên đầu ngành, Duy Tân có nhiều bí quyết cạnh tranh. Thông thường ngoài sản phẩm chính, quá trình sản xuất còn có các bộ phận dư thừa, nhưng sản phẩm Duy Tân gần như không có các chi tiết dư thừa. Bí quyết nằm ở khuôn mẫu, mắt xích đóng vai trò quyết định sản phẩm. Thành công lớn nhờ vào tài năng quản lý của ông chủ Duy Tân. Nhận xét về vị chủ tịch Duy Tân, giám đốc marketing của công ty chia sẻ, tính cách anh Hy xưa nay là con người thiên về kỹ thuật, rất ít xuất hiện. Anh Hy nói, anh ra ngoài hơi cứng, anh ấy muốn mọi người biết đến công ty với hình ảnh trẻ trung hơn. Không chỉ đối ngoại mà trong các buổi tổng kết của công ty, nhà sáng lập xuất hiện thoáng qua, thường chỉ phát biểu ngắn gọn vài phút. Bà Vũ Kim Hạnh từng nhận xét, ông chủ quyết đoán mà lại lặng lẽ nhất của công ty nhựa khi nhắc đến nhà sáng lập Duy Tân. Phong thái lặng lẽ, sự tập trung vào làm việc của ông Hy khiến nhiều người quen biết dành cho ông sự kính nể. Một lãnh đạo Duy Tân nhận xét, có ba từ có thể nói về anh Hy, khiêm nhường, nhân văn và đam mê. Ngoài ra, ông Hy còn hỗ trợ một số nhân viên công ty đi học ở nước ngoài hay có nguyện vọng có thẻ xanh bằng cách giúp họ sang làm việc tại nhà máy tại Mỹ. Năm 2011, nhận thấy thị trường Mỹ tiềm năng, Duy Tân mua một nhà máy để cung ứng bao bì cho các thương hiệu tại đây. Ông Hy lập cả công ty nông nghiệp, trồng rau sạch, nuôi cá, chế biến xuất ăn cho gần 5.700 công nhân. Vì sự nhân văn của anh ấy nên công ty Duy Tân chưa bao giờ đuổi ai ngoại trừ vi phạm về mặt đạo đức. Vị lãnh đạo cho hay, nhưng có ý kiến nhận xét, quản trị bằng tình nghĩa vô tình tạo nên sức ý cho Duy Tân. Trái với tính cách điềm tĩnh, ông Hy được cho là rất máu lửa tìm tòi ý tưởng trong kinh doanh. Một người bạn kể, ông Hy chịu khó đọc và nghiên cứu về ngành nhựa, ra nước ngoài cũng chỉ dự hội chợ, đi đâu cũng cầm điện thoại chụp, kể cả thùng rác, xong về nghiên cứu cách sản xuất ra nó. Sau nhiều năm Duy Tân dẫn đầu mảng nhựa gia dụng, một số đối thủ len vào các ngách thị trường tạo ra sản phẩm mẫu mã đẹp, độ bền cạnh tranh với công ty. Do vậy, công ty buộc phải cập nhật mẫu mã nhanh hơn. Ngoài ra, công ty không chỉ quảng bá qua kênh truyền thống như chợ, siêu thị mà xuất hiện trên mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok, tiếp cận người dùng trẻ. Với số vốn tài trợ của ngân hàng HSBC, Duy Tân rót 60 triệu đô xây dựng nhà máy tái chế đầu tiên áp dụng quy trình Bottle to Bottle, công nghệ tái chế chai nhựa cũ thành hạt nhựa nguyên liệu, sau đó hạt nhựa nguyên liệu sản xuất ra chai nhựa mới. Nhà máy này đặt tại khu công nghiệp Tân Đô, Long An có công suất lên tới 100.000 tấn nhựa tái chế mỗi năm, tương ứng 1/3 công suất hiện tại của Duy Tân. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao về chàng thiếu gia đẹp trai tài giỏi Trần Duy Minh Đạt, được biết là con trai của ông Trần Duy Hy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Duy Tân. Từ tháng 6 năm 2016, Minh Đạt đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh của nhựa Duy Tân ở Mỹ. Tính đến hiện tại, anh đã là COO được gần 8 năm, thời gian đó anh cũng là trợ lý tổng giám đốc của nhựa Duy Tân. Ngoài công việc kinh doanh, Minh Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện của câu lạc bộ và hội. Tuy nhiên, điều khiến dân tình tò mò nhất là chuyện tình cảm của Minh Đạt. Mới đây một số thông tin cho rằng Minh Đạt được cho là đang chuẩn bị kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Có dân mạng còn cho rằng cô dâu là Miyu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận và Minh Đạt vẫn giữ im lặng về chuyện tình cảm của mình.